Trương Huy San hay Ô Xin Huy Đức và như nở dê âm mưu lưu manh chính trị tại Việt Nam. Kỳ một cư dân mạng thỉnh thoảng lại nhận được những bài, nhận định, phân tích tình hình chính trị trong nước, những đánh giá về thế sự Việt Nam, những cáo buộc này nọ đối với lãnh đạo đảng, nhà nước của Trương Huy San. Vậy, hắn là ai mà nắm nhiều thông tin giật gân, được các cư dân mạng xếp vào hàng thâm cung bí sử như vậy? Trương Huy San hay nickname Ô Xin Huy Đức còn có biệt danh San Bẩu, San Hô. Trương Huy San cũng là bút danh Huy Đức khi làm phóng viên báo Tuổi Trẻ, và là tác giả cuốn sách Bên Thắng Cuộc. Trương Huy San người gốc Hà Tĩnh, sinh năm 1962, nhập ngũ năm 1979, từ năm 1984-1987, San là phóng viên của tạp chí Văn Nghệ Quân Đội tại Campuchia. 1987 sau khi phục viên, bước chân vào làng báo xã hội, San đã đưa ra quan điểm rất đều, rất chuẩn về nghề báo mọi người làm báo, chúng ta phải mài ngòi bút của mình. Những kỹ năng mài bút kết hợp với những thông tin ít người biết, đặc biệt là tin nội bộ, không chỉ giúp San tạo ra các bài báo hiệu quả, đi vào lòng công chúng, mà nó còn là công cụ giúp Huy Đức kiếm được nhiều tiền, và tiến tới các tham vọng chính trị. Tên tuổi Huy Đức bắt đầu nổi đình nổi đám sau loạt bài Đường Sơn Quán, một quán bia ôm tại khu rừng cao su ở Thủ Đức. Những bài viết sặc mùi, kim tiền của Huy Đức. Thời đó lợi dụng chủ trương triệt phá các điểm ăn chơi, các băng nhóm tội phạm để chuẩn bị đại hội đảng lần thứ 7 do Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Linh khởi xướng, Nam Cam đã mua chuộc Huy Đức, Hoàng Linh và một số nhà báo, tấn công, triệt hạ. Trung tá Phan Thanh, tức Ba Tung, trưởng phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh cùng người thân trong gia đình, vì Ba Tung là người rất giỏi trong truy quét tội phạm, khiến Nam Cam mất nguồn thu tài chính. Cô con gái 16 tuổi của Ba Tung đang học tại trường Lê Quý Đôn đã không chịu nổi những lời đàm tiếu cay độc qua những bài báo đầy tanh tưởi của Huy Đức nên đã uống thuốc tự tử, còn người vợ của Ba Tung thì không chịu nổi sức ép đã vĩnh viễn xa rời cuộc sống bình thường, vào điều trị trong bệnh viện tâm thần. Chưa dừng lại, Huy Đức còn kết hợp với Lê Văn Ba, báo Đại Đoàn Kết, giết chết con gái Ba Tung lần hai bằng cách tung lên mặt báo bản chụp lá thư tuyệt mệnh của cô để khoe chiến tích. Vào thời điểm đó, Đường Sơn Quán là nơi gặp gỡ, chơi bời, đổi trác, hối lộ dành cho những kẻ lắm tiền nhiều của và có quyền lực trong xã hội, trong đó có chùm xã hội đen Nam Cam. Trong nhóm người lân la, tiệc tùng thác loạn ấy có cả Huy Đức và Hoàng Linh của báo Tuổi Trẻ. Vụ Đường Sơn Quán kết thúc với ánh hào quang cho Huy Đức. Đó là sự việc gây bức xúc làng báo một thời, khiến Anna Huỳnh, trong loạt bài, vụ án bia ôm Đường Sơn Quán và những con kền kền cầm bút, đăng ngày 7/6/2013 trên báo mạng Trường Sa Hoàng Sa Việt Nam. Đề cập đến những nhà báo đen của xã hội đã, đang làm xấu đi hình ảnh và uy tín báo chí, đã chỉ đích danh Huy Đức, Hoàng Linh là những con kền kền chuyên đi săn phong bì, săn quà, vé mời vào cửa. Không dừng lại sau vụ Đường Sơn Quán, Nam Cam tiếp tục chỉ điểm cho Huy Đức tung ra nhiều bài viết nhằm triệt hạ đối thủ để thao túng thế giới ngầm, nâng Nam Cam trở thành ông trùm của các ông trùm, trong cuộc tranh giành quyền lực tanh mùi tiền và máu. Sự có mặt của Trương Huy San là chiếc cầu gắn kết quan hệ ba bên cùng có lợi, xã hội đen nhà báo quan chức. Là người ăn cửa giữa, khi mắt xích nào bị đứt, Trương Huy San đu bám vào kẻ sống sót để tiếp tục tung cuộc chơi mới. Chỉ khi vụ án kinh tế hẹp cổ Minh Phụng, Liên Khui Thìn và Tăng Minh Phụng bị phanh phui, dư luận mới biết được bộ mặt thật của các nhà báo Huy Đức, Hoàng Linh khi Hoàng Linh khai, được Liên Khui Thìn cho tiền nhiều lần. Đồng thời giúp Liên Khui Thìn chuyển rất nhiều tiền cho Trương Huy San, Huỳnh Sơn Phước, Quang Thắng và Hoàng Quý, vì bị đe dọa viết bài phản ánh. Sau vụ việc này cả ba người, Huỳnh Sơn Phước, Hoàng Quý và Trương Huy San đều phải cuốn gói khỏi báo Tuổi Trẻ trong tủi nhục.